sáng rồi đi làm. Hai mẹ con ăn đi, hôm nay anh phải đi làm sớm. Cuối tuần này á, hai vợ chồng mình dẫn con đi chơi nha. Dạ. Mày đi coi anh rảnh không nữa đã. Thôi, anh làm việc đi. Sao đứng đó làm gì? Đàn ông gì mà nhát như thỏ đế, đáng nhục nhã. Đồ thối nát, vô tâm. Như vậy mình được coi là con người đó hả? Thấy vậy cũng không ra giúp người ta. Riết con người vô tâm, vô nhân tính hết rồi. Vân tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy nhắm làng sông vô, kêu rằng bớ lũ hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ. Hải dân nhớ câu kiếm nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Làm. Anh ơi, anh. Hả? Hai mẹ con ăn trước đi. Hôm nay anh phải đi làm nhiều việc lắm. Nha. Đâu chị, mà xin lỗi em không giữ được cái túi cho chị. Không sao, còn người là còn của. Mà tay cậu có bị sao không? Để tôi đưa cậu đi nhà thương nha. Vết thương nhỏ thôi chị, không sao đâu. Chị lo cho cháu đi. Thôi em phải đi làm đây. Dạ. Cảm ơn cậu. Chào chị. Hay quá, cậu ấy tốt quá. Ủa, kỳ vậy? Không phải luôn.
Định là giỏi. Nè, có đau lắm không? À, không sao, anh không sao mà. Lo nha. Qua kết quả xét nghiệm tổng quát cho thấy anh đã bị nhiễm HIV. Có thể lúc tên cướp gây sát thương vào tay anh, con dao đó đã từng tiếp xúc với người bị nhiễm. Điều cần nhất lúc này là anh hãy sống lạc quan. Điều đó sẽ giúp anh kéo dài sự sống hơn. Alo. Anh ơi, Bảo nó bị tai nạn rồi. Thằng Bảo đâu em? Anh sao vậy? Bảo nó đang ngủ mà. Mồ hôi mồ kê hết trơn vậy nè. Nằm mơ thấy ác mộng hả? Anh. Em tát anh một cái thiệt mạnh coi. Ừ. Mạnh hơn nữa. Đau không? Đau chứ. Nằm mơ thôi à, không có sao đâu. Dạ. Không sao đâu. Anh nằm mơ thấy ác mộng. Thôi, em xuống nấu đồ ăn sáng á. Ổn chưa? Rồi rồi. Anh ăn sáng rồi đi làm. Bữa nay anh sao vậy? Nè, anh ăn sáng nha. À thôi, tới giờ anh phải đi rồi, anh có việc gấp. Hai mẹ con cứ ăn đi nha. Chú
tháo ra cho vợ đỡ lo quá. Mẹ, mẹ. Ủa? Sao bữa nay con về sớm vậy? Anh được đó. Ngồi xuống đây. Trời ơi, rước ông về xong phải chở ông đi ăn kem nữa đó. Ông mới chịu yên á. Mà sao anh rước con sớm quá vậy? Thì bữa giờ anh lu bu quá, không có thời gian cho mẹ con em. Thì hôm nay anh đặc biệt về sớm nè, đón Bảo về sớm, mua thêm mấy đồ nữa. Tối nay mình ăn lẩu ha. Mà anh có xin phép cô chưa đó? Em cứ yên tâm, bây giờ em chỉ cần nấu lẩu cho hai cha con anh thôi, còn cả thế giới này để anh lo. Thì ý anh nói là anh đã xin rồi, yên tâm đừng có lo gì hết nha. Chúc mừng anh đã tỉnh. Anh đã ngủ trong vòng 10 năm. Bây giờ là năm 2038. Anh là một trong số 18 người còn sống sót trên thế giới sau vụ va chạm thiên thạch ngày 11 tháng 11 năm 2028. Chúng tôi đang trao đổi với anh qua hệ thống điện tử. Hãy thử nghĩ lại xem anh đã bỏ qua điều gì. Chuyện gì luôn luôn diễn ra trong hành trình của anh? Điều gì là điều gì chứ? Hả? Trả lời tôi đi chứ. Trả lời tôi đi chứ. Vợ ơi, Bảo ơi, đúng rồi, lần nào mình cũng để dục mất cái đó. Anh kia, dừng lại đi. Trả cái túi lại cho anh ta. Anh đừng nghĩ tới chuyện móc dao ra hâm vợ tôi. Mọi người ơi, đây là một cậu bé, cũng có thể sẽ là con, là cháu, là anh, là em của mọi người trong tương lai. Mọi người nghĩ đi, nếu mọi người cứ dửng dưng như vậy để bọn cướp lộng hành, rồi tới lúc đó ai sẽ cứu? Ai sẽ là người cứu đây? Cảm ơn chú, chú có sao không chú? Không sao, được rồi. Tâm, con có sao không? Con... có chuyện gì vậy? Hồi nãy có tên cướp, may là có chú đi giúp đỡ đó mẹ. Cảm ơn cậu. Thời buổi này hiếm ai dũng cảm được như cậu lắm. Có gì đâu chị. Con đã có iPhone rồi, còn đi đổi cái iPhone 10S Max này làm gì? Vì con thích iPhone 10S Max. Nó không chỉ chụp hình đẹp, mà còn là chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất, giúp con chỉ cần đưa máy lên bầu trời là có thể chụp được từng chùm sao với ứng dụng AR đó mẹ. Học, không lo học. Lo học có gì đâu không à. Thì ra cậu là nhà khoa học trong tương lai à? À không, ý em nói là nếu mà cháu giỏi như vậy chắc chắn sẽ là một nhà khoa học trong tương lai, còn giải cứu thế giới nữa. Thiệt hả chú? Hãy cứ ước mơ, hãy cứ dài khờ. Steven Jobs đã nói như vậy. Ủa là sao? Lớn lên con sẽ biết. Em đi nha.
Chú đi đây. Nếu không có phát hiện của nhà khoa học trẻ Bùi Hữu Tâm thì sự sống trên trái đất đã bị hủy diệt. Nhờ phát hiện được sự sai lầm trong tính toán sức bật của thiên thạch 2028 Natalia có đường kính hơn 11 km, chỉ xa trái đất khoảng 1,3 lần so với mặt trăng. Ba, con của chị báo đậu đại học rồi ba. Trời ơi, thằng quỷ, làm mà hết hồn cái gì vậy? Vậy báo đậu đại học á ba. Nếu vụ va chạm xảy ra, vậy là con đậu đại học hả? Dạ. Nhờ nghiên cứu của chiều mai đi với bà tới FPT shop. Ủa chứ vậy ba? Bà nhớ là con nói với bà là con thích cái điện thoại iPhone Smart đúng không ba? Ừ đúng rồi đó, dạ. Thích cái đó đúng không? Ba mua cho con hả? Thì con đậu đại học ba thưởng cho con. Dạ cảm ơn ba. Thằng quỷ này. Dạ. Đó vừa lòng chưa? Cố gắng học hành nghe không? Dạ. Ba mẹ con. Chú Quy. Tâm phải không con? Chú khỏe không chú? Chú khỏe, mày khỏe không? Dạ con khỏe. Trời đất ơi, chú thấy mày trên TV hoài luôn đó. Dạ. Ủa mà sao con bên Mỹ mà con cũng vô FPT Shop mua đồ nữa hả con? Thì mình mua Apple là mình phải về FPT Shop chứ chú. Đó là truyền thống mà.